là Trung Quốc sẽ phát triển cái tham vọng của họ như thế nào. Đây là một trong những cái đề tài mà Phong đã cố gắng chọn lọc để gửi đến tất cả mọi người. Và trong cái đề tài này, Phong cố gắng giải thích và cho mọi người tìm hiểu rõ hơn về cái chiến lược của Trung Quốc ở tại Biển Đông cũng như là tham vọng của Trung Quốc là như thế nào. Ok các bạn, trước khi mà Phong đi vào cái đề tài, Phong mời các bạn xem cái này một chút xíu. Đó là các bạn nhìn thấy ở trên cái đây, trên cái hình mà Phong đưa qua bản đồ của đất nước Việt Nam. Các bạn nhìn thấy đây là cái bản đồ của đất nước Việt Nam và theo cái mũi tên Phong chỉ ở trên đây, quý vị thấy là Trung Quốc. Ok, giống như hôm trước Phong có giải thích với các bạn về cái chiến lược của Trung Quốc, tại sao mà Trung Quốc chọn Việt Nam là cái nơi mà sẽ đẩy tất cả những công ty của Trung Quốc qua Việt Nam. Thì bây giờ Phong giải thích một chút xíu trước khi mình đi vào cái đề tài. Các bạn nhìn thấy ở đây, toàn bộ cái bãi biển này là một cái bãi biển rất thích hợp cho vấn đề xuất cảng lẫn quốc phòng từ phía cực Bắc trải dài tới khu vực Đông Nam Á. Và ở khúc khúc này các bạn thấy là cái đuôi này vẫn có thể đi ngang qua eo biển Malacca của Singapore để đi qua bên đây là Ấn Độ Dương. Các bạn nhìn thấy bãi biển này. Và bên cạnh đó, từ bãi biển này, nếu Phong zoom ra, thì từ đây mà xuất cảng qua Hoa Kỳ, qua Canada, qua bên Mexico, nó cũng rất là tiện lợi. Đây là một trong những cái vị trí chiến lược mà tại sao Trung Quốc cần phải kiểm soát Việt Nam và tại sao mà Trung Quốc muốn phát triển cái của họ, những cái thế lực của họ ra thế giới bên ngoài. Quý vị đã nghe rất là nhiều về con đường tơ lụa. Ok, mà Trung Quốc đang có tham vọng muốn thành lập con đường tơ lụa từ Đông, từ Âu sang Á. Các bạn nhìn thấy ở đây là đây là chữ China, tức là nước Trung Quốc. Con đường tơ lụa đó là con đường tơ lụa cũ, nó từng đi qua các quốc gia, bạn thấy nè, là Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Ấn Độ. Các bạn thấy đây là ở nước Ấn Độ, Pakistan, qua tới Afghanistan, lên Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan và qua tới tận Azerbaijan đến Iran. Và khu vực này các bạn biết là khu vực Trung Đông. Đây là con đường tơ lụa mà Trung Quốc muốn xây dựng trong một cái tương lai rất gần. Từ đây đến năm 2030, các bạn nhìn thấy trên bản đồ là đây. Và từ chỗ này thì Trung Quốc có thể kiểm soát và đẩy hàng của họ qua Âu Châu rất dễ dàng. Các bạn nhìn thấy đây là cái bản đồ của Âu Châu. Các bạn nhìn thấy là có Đông Âu và bên đây là Tây Âu. Đông Âu là các bạn thấy qua cái ngõ bên đây. Nếu như Trung Quốc có thể vượt qua được cái khúc này và kiểm soát được con đường tơ lụa của họ ở khúc này, thì từ khúc này họ đi qua bên Âu Châu không khó khăn các bạn. Và đây, còn đây là khúc dưới Phi Châu, là nơi mà Trung Quốc có khá nhiều cái đặc khu mà Phong đã từng nói với các bạn rất nhiều lần. Đó là cái thị trường của Trung Quốc. Và từ đây nó bay ngược về phía Hoa Kỳ. Và các bạn thấy ở dưới đây là gì các bạn? Các nước Nam Mỹ. Ok. Thì nó cũng giống như bên đây. Bên đây là các nước Nam Mỹ nè các bạn. Đó, tại cái trái đất mình là hình vuông, hình là tròn mà các bạn. Ok. Do đó, việc chọn Việt Nam để mà giữ khu vực Biển Đông này là một cái chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Khi mà về mặt đường bộ, các bạn thấy là con đường tơ lụa của Trung Quốc sẽ đi qua tất cả các quốc gia này. Như vậy thì con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc cũng không kém các bạn. Các bạn nhìn thấy từ cái bản đồ này, đây là cái khu vực mà Bắc Á, Biển Đông Bắc Á, tức là nơi mà Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ kiềm chế, do Hoa Kỳ có ba cái nơi được xem là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Thứ nhất là Nhật Bản, thứ hai là Nam Hàn và thứ ba là Đài Loan. Ba cái vị trí này kèm tỏa Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc chỉ còn một cái cách duy nhất là phát triển về hướng Nam, tức là khu vực Đông Nam Á. Các bạn nhìn thấy rồi. Do đó, bằng mọi giá, Trung Quốc sẽ phải lấy được cái Biển Đông. Với cái đường lưỡi bò nó rẽ từ bên đây xuống lên đây, dòng qua bên đây, xuống đây và nó claim đây toàn bộ đây là cái khu vực Biển Đông lưỡi bò mà Trung Quốc đã cố gắng claim chủ quyền, tức là nói là chủ quyền của họ. Trong khi đó, ok các bạn nhìn thấy tại sao chọn Việt Nam?
đường biển, nếu mà các khu vực này bị kiểm soát, thứ nhất. Thứ hai, các bạn nhìn thấy các cái khu vực biển của Trung Quốc không? Những nơi này theo nguyên tắc Tập Cận Bình sẽ biến thành những thành phố sạch sẽ nhất của Trung Quốc để chào đón tất cả những cái sự kiện trên thế giới. Đây là Hồng Kông. Các bạn thấy Thượng Hải nằm ngay đây và Bắc Kinh nằm trên chỗ này. Các bạn thấy rõ chưa? Và tất cả những vùng biển này hiện nay đang có thể sẽ bị ô nhiễm nếu như các công ty của Trung Quốc vẫn tiếp tục đặt ở những khu vực này. Ở Thẩm Quyến là nằm ngay đây nha các bạn. Cái khu vực mà vùng Thẩm Quyến là ngay chỗ này. Đây là cái đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Vì vậy, do đó mặt biển Trung Quốc sẽ biến thành những nơi du lịch và những nơi an toàn và có bầu sinh thái tốt hơn trong từ đây cho tới năm 2030. Do đó, việc mà Trung Quốc di dời tất cả những công ty này qua Việt Nam và dùng tất cả các cái cửa biển của Việt Nam để xuất cảng hàng qua các quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ là con đường rất tiện lợi cho Trung Quốc. Các bạn thấy nè, Mexico nè, Hoa Kỳ nè, Canada. Đây là cái thị trường chính của Trung Quốc. Hoa Kỳ là cái thị trường chính của Trung Quốc ở đây. Và cái cửa nhận là bến cảng Los Angeles cũng như là bến cảng Long Beach là hai nơi sẽ nhận hàng của Trung Quốc. Ok. Bây giờ các bạn đã nhìn thấy rõ những cái gì mà Phong chia sẻ. Cái bản đồ mà Phong chia sẻ ngày hôm nay và cái tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. Phong chia sẻ cho các bạn thấy rõ cái bản đồ và các cái khu vực mà Trung Quốc phát triển con đường tơ lụa của họ qua Mảng Đông, tức là đi qua các quốc gia từ vùng vùng Trung Á qua vùng Nam Á và tiến lên khu vực Trung Đông để thành lập con đường tơ lụa. Và ở những khu vực này các bạn nhìn thấy Trung Quốc đầu tư rất là nhiều. Phong mời các bạn xem lại cái bản đồ của cái bản đồ này, ok, một lần nữa để cho các bạn thấy rõ hơn. Ok các bạn nhìn thấy đây là Trung Quốc. Thì những trong 10 năm nay Trung Quốc đã đầu tư vào Tajikistan, đầu tư vào Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Những quốc gia này nhận rất nhiều đầu tư của Trung Quốc để thành lập các cái đặc khu. Các bạn thấy ở trên đây là Mông Cổ và đây là nước Nga. Ok. Thì các bạn nhìn thấy rồi. Đó là cái con đường tơ lụa mà Trung Quốc có tham vọng sẽ xây dựng từ đây cho đến năm 2030 trên đất liền. Ngoài mặt biển thì quý vị nhìn thấy là Trung Quốc còn một con đường nam tiến đi thẳng xuống Đông Nam Á để bọc qua bên phía bờ biển của Ấn Độ. Như vậy thì Tổng thống Donald Trump và chính phủ Hoa Kỳ cũng như những chính phủ sau này của Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó như thế nào với cái sự phát triển Trung Quốc đang dùng kinh tế để khống chế và để thao túng những quốc gia ở khu vực bên đó. Ok, các bạn đã từng nghe cái cụm từ Indo Pacific. Ok, bây giờ Phong mở lại cái bản đồ. Các bạn nhìn thấy đây là Nam Hàn, Nhật Bản, vùng biển Bắc Á nằm ở đây. Cái chiến lược của Hoa Kỳ là phải bảo vệ cái vùng biển với các đồng minh của Hoa Kỳ. Xin lỗi các bạn. Ok, các đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực này trải dài xuống tới Malaysia qua cái eo biển Singapore, tức là eo biển Malacca, lên trên cái khúc mà gọi là cái eo biển Bengal của Ấn Độ và Myanmar. Đó là lý do tại sao mà Hoa Kỳ đã cố gắng thúc đẩy Miến Điện là một trong những quốc gia mà Hoa Kỳ chấm để có thể xây dựng các cái hạ tầng cơ sở ở chỗ này. Ok, và từ bờ biển này Hoa Kỳ sẽ đi thẳng qua bên khu vực này, tức là khu vực biển của Nam Ba Tư. Các bạn nhìn thấy đây, đây là khu vực biển ở Ba Tư, ok, và đây là khu vực biển Ấn Độ Dương, ở đây là Sri Lanka. Trung Quốc đã mở đặc khu ở Sri Lanka rất là nhiều ở đây, các bạn nhìn thấy. Ok, như vậy thì cái chiến lược của Hoa Kỳ là phải chạy từ khúc này, từ khúc mà Đông Bắc Á này xuống Philippines, qua Singapore, băng qua bên Bangladesh, Burma tức là Myanmar, Miến Điện, và Ấn Độ, và hợp tác với Ấn Độ để có thể có cái eo biển bên đây và có thể đối phó lại với con đường tơ lụa của Trung Quốc. Đó là cái chiến lược mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói rất nhiều lần trong các cái hội nghị tại Á Châu, Indo Pacific, là từ bờ biển Thái Bình Dương mà băng qua eo biển Malacca để đi qua bên Ấn Độ Dương. Đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ trên mặt biển. Và Trung Quốc
thì quay ngược lại, họ ở phía miền Đông họ đầu tư vào đường bộ nhiều hơn, họ xây dựng con đường tơ lụa. Và một cái điều khá nguy hiểm mà Cộng sản Việt Nam không cách nào đỡ được, các bạn nhìn thấy, ok, Phong đang zoom gần vô, đây là tỉnh Vân Nam, các bạn thấy bang để tỉnh Vân Nam nè, có cái biên giới với lại Việt Nam chúng ta, thì Trung Quốc đang có tham vọng xây con đường xe lửa từ Vân Nam qua Miến Điện, qua Lào, xuống Thái Lan, Campuchia, và từ Campuchia, từ Thái Lan nè các bạn, qua Campuchia nhé, và nó sẽ đi con đường, cái con đường xe lửa sẽ chạy qua tới Malaysia và băng qua eo biển Malacca của Singapore. Ok, đây Trung Quốc cho rằng đây là một cái dự án về dân sự, một cái tuyến đường xe lửa hay gọi là tuyến đường cao tốc mà Trung Quốc muốn xây dựng ở bên trong nội địa. Nhưng mà cái tuyến đường cao tốc này bình thường nó là tuyến đường dân sự, nhưng một khi xảy ra chiến tranh thì đây là cái đường đổ bộ nhanh nhất của PLA, tức là Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Họ có thể chi phối rất nhanh quân đội của họ ở các khu vực này. Do đó tại sao Hoa Kỳ đã thúc đẩy cái chiến lược Indo-Pacific để có thể ngăn chặn cái tầm phát triển và ảnh hưởng của Trung Quốc mà Hoa Kỳ chỉ có thể đánh vào từ mặt biển. Tại vì những quốc gia ở khu vực Nam Á, Trung Á, các bạn thấy ở trong cái đó, trong cái bản đồ đó, trên nguyên tắc bây giờ Hoa Kỳ đang trú quân tại Afghanistan. Và bên cạnh đó, một đồng minh bất đắc dĩ trong cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ là Pakistan. Thì Pakistan nhận khá nhiều tiền của Hoa Kỳ để chống khủng bố, nhưng họ chưa làm đủ vai trò. Họ chưa làm đủ vai trò, và ngay cả trong đất nước Pakistan còn rất nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan thù ghét Hoa Kỳ. Do đó, việc xây dựng một cái tuyến đường bộ nó sẽ bất lợi cho Hoa Kỳ. Lý do là vì máy bay của Hoa Kỳ phải bay ngang những không phận những quốc gia này phải xin phép, mà Hoa Kỳ muốn đi từ mặt biển vào. Do đó tại sao các bạn thấy cái chiến lược gọi là tự do hàng hải là như vậy? Tại vì các bạn thấy trên bản đồ ngay cái mũi tên của Phong đây, nếu từ mặt biển mà bay vào những quốc gia này thì rất dễ dàng. Nhưng mà nếu mà bay từ bên Hoa Kỳ qua Nam Bắc Hàn, hay là Bắc Hàn hay Nam Hàn, Japan, mà từ đây mà bay thẳng qua Afghanistan, Pakistan thì Hoa Kỳ phải xin phép Trung Quốc vì bay ngang không phận của Trung Quốc, hoặc là bay vòng lên Mongolian, tức là Mông Cổ, rồi Kazakhstan vòng xuống đây. Đây là cái đường hàng không. Do đó, vì cái nhu cầu mà ngăn chặn cái sự phát triển cả kinh tế lẫn chính trị và quân sự của Trung Quốc ở khu vực này, Hoa Kỳ đã thúc đẩy rất nhiều. Rất nhiều. Và Hoa Kỳ nhìn thấy được cái vị trí chiến lược của Việt Nam đã rất nhiều lần trong 20 năm nay, kể từ khi nối kết lại bang giao với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ đã rất nhiều lần cho chính quyền Cộng sản Việt Nam cơ hội để chọn lựa. Tại vì Hoa Kỳ đã nắm được cái chiến lược của Trung Quốc phát triển, không phải chỉ ở cái đời của Tập Cận Bình bây giờ, mà trước đó thời của Đặng Tiểu Bình, rồi sau đó tới Giang Trạch Dân, họ vẫn mang cái tham vọng và cái khát vọng là xây dựng một con đường tơ lụa riêng cho đế chế của Trung Quốc. Và tới thời Tập Cận Bình thì dự án này được thúc đẩy một cách cụ thể hơn qua các hình thức đặc khu. Và Hoa Kỳ trong nhiều năm nay đã nhân nhượng và đã nhượng bộ rất nhiều cho chính quyền Cộng sản Việt Nam, mục đích là họ muốn ngăn cản cái sự phát triển của Trung Quốc ở hướng Nam. Các bạn nhìn thấy trên bản đồ, Phong rung lại, ok, các bạn nhìn thấy trên bản đồ, Việt Nam đóng một cái vai trò rất quan trọng cho cái hướng Nam tiến của Trung Quốc. Do đó Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều và đã cho Việt Nam rất nhiều những cái cơ hội để có thể chọn lựa. Nhưng cái kẻ cầm quyền tại Việt Nam, tức là chính quyền Cộng sản Việt Nam, những kẻ này họ sợ rằng khi mà đi về phía Hoa Kỳ thì họ sẽ mất quyền lực. Lý do tại sao vậy các bạn? Tại vì khi mà hợp tác với Hoa Kỳ, điều đầu tiên Hoa Kỳ đòi hỏi là, thứ nhất, cái hồ sơ nhân quyền
phải được tôn trọng tuyệt đối vì đó là giá trị cốt lõi của đất nước Hoa Kỳ. Thứ hai là không thể độc tài, mà phải là một quốc gia có một cái nền dân chủ tương đối bằng cách là có nhiều thành phần chính trị khác nhau trong xã hội tham chính trong chính quyền. Đó, để cho chi các bạn, đó là hai cái giá trị chính mà Hoa Kỳ mong muốn những quốc gia làm việc với Hoa Kỳ và làm ăn với Hoa Kỳ, đối tác hay đồng minh, đều có cái cơ sở này để Hoa Kỳ có thể hỗ trợ. Do đó, nếu như mà cho nhiều thành phần khác tham chính, thì có nghĩa là đảng cầm quyền mất trắng tay. Do đó, Cộng sản Việt Nam lừng khừng và luôn miệng nói rằng chúng ta không đứng bên này, chống bên kia. Chúng ta, nguyên tắc của chúng ta là làm bạn với tất cả mọi người, vân vân và vân vân. Các bạn, đó chỉ là ngôn ngữ môi mép thôi. Bởi vì tư thế của Việt Nam không thể đứng ở giữa được các bạn. Phải đứng qua một phía. Thứ nhất là cái nước Việt Nam chỉ có vỏn vẹn chưa tới 100 triệu dân. Thứ hai là Việt Nam không đủ lực về kinh tế, quân sự để có thể khẳng định mình đứng ở giữa. Bắt buộc Việt Nam phải nghiêng về một phía. Và 20 năm nay, Hoa Kỳ nhiều lần cho cơ hội và ngay cả cái thời gian cận đại nhất, hiện tại nhất, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cho Cộng sản Việt Nam cơ hội. Nhưng đáng tiếc các bạn, Cộng sản Việt Nam đã quyết định ngã về phía Trung Quốc. Họ quyết định, tại sao tôi dám khẳng định là họ ngã về phía Trung Quốc? Thứ nhất là cái đạo luật an ninh mạng mà Cộng sản Việt Nam cho ra. Các bạn nhìn thấy, rõ ràng cái đạo luật này nó chống lại quyền con người một cách gắt gao, đi ngược với cái giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Thứ hai là thông qua dự luật đặc khu vào cuối năm nay để tạo cơ sở cho Trung Quốc hợp pháp đặt quân, đặt dân và đặt những công ty đó trên lãnh thổ Việt Nam. Thì các bạn nhìn thấy những điều này, các bạn đã hiểu là Cộng sản Việt Nam ngã về phía Trung Quốc. Và bây giờ tôi mời các bạn xem lại bản đồ thêm một lần nữa. Các bạn nhìn cho rõ đi. Lào là một trong những quốc gia ở vùng khu vực Hạ Lào ngay đây các bạn, là cái khu vực mà có đặc khu của Trung Quốc. Rồi Campuchia ở khu vực này các bạn cũng có đặc khu của Trung Quốc. Ok. Rồi các bạn ngó tiếp giùm tôi. Ok. Qua tới bên đây, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, bốn quốc gia này đều có những cái đặc khu của Trung Quốc, kể cả Kazakhstan. Ok. Đây là những khu vực mà Trung Quốc cố gắng thành lập các cái đặc khu. Nhưng câu hỏi là những đặc khu này đã đem lại được cái nguồn lợi kinh tế gì cho những quốc gia đó? Hay là họ chảy máu tài nguyên và đồng thời môi trường bị tàn phá? Người Trung Quốc tràn tới những khu vực này sinh sống đông hơn. Các bạn trả lời cho tôi biết đi. Do đó, khi mà các bạn hỏi tôi về vấn đề đặc khu, tôi trả lời với các bạn qua cái hình ảnh của bản đồ. Chưa có một quốc gia nào mà Trung Quốc đầu tư đặc khu mà gọi là thành công viên mãn, gây được cái sự chú ý của cộng đồng quốc tế hay thế giới ca ngợi cả. Tất cả những cái đặc khu có sự đầu tư của Trung Quốc đều từ bại tới sụi. Bại là cuối cùng những người dân đó không được cái gì hết. Họ không được một cái gì hết, họ bị mất đất mấy chục năm. Không được cái gì hết. Sụi là cả một cái môi trường sau vài chục năm nó sẽ tan hoang. Các bạn nhìn thấy cái hình ảnh biên giới Việt Nam với Campuchia rồi. Môi trường chỗ đó coi như gần như là tan hoang rồi các bạn. Vậy mà bây giờ chính quyền Cộng sản Việt Nam lại thúc giục quốc hội và thúc giục những đảng viên đi vận động tuyên truyền người dân ủng hộ cho dự luật đặc khu, và nhất là ở Vân Đồn. Cái nơi được xem là khá quan trọng trong cái vị trí chiến lược về quân sự. Bây giờ
ký để cho Trung Quốc phát triển kinh tế. Khi phát triển kinh tế ở đây, ai được lợi vậy các bạn? Ngoại trừ quan chức ra, người dân Vân Đồn được lợi gì? Chưa thấy. Nhưng mà họ đang bị cướp đất. Chính quyền địa phương tại đây, từ tên bí thư tỉnh Bắc Ninh hay mà, Bắc Ninh phải không các bạn? Từ tên bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh cho tới những quan chức khác đều thúc giục là phải thông qua thật nhanh cái đạo luật đặc khu. Vì đó là quyền lợi của những gia đình những tên này và quyền lợi của họ. Toàn bộ người dân ở Vân Đồn, ở Bắc Ninh, các bạn thấy họ có quyền lợi gì? Ngoại trừ những cái buôn bán lẻ tẻ đưa từ biên giới qua, họ sống bằng cái nghề mua hàng lậu hay là cái nghề cửu vạn đi làm thuê cho người Trung Quốc. Mà sắp sửa họ cũng không thể làm thuê cho người Trung Quốc được nữa. Tại vì khi mà ký dự luật đặc khu, họ phải dời ra khỏi khu đặc khu. Họ không có tiền, họ không được sống trong khu đặc khu. Và khu đặc khu chỉ dành cho những dân có tiền của Đảng Cộng sản và công dân của Trung Quốc. Vậy thì những người dân mà các bạn nói tôi nghe đi, từ tổ tiên ông bà của họ sinh sống trên mảnh đất đó sẽ đi về đâu? Các bạn thấy chưa? Tôi đưa cái đề tài này ra để các bạn rõ hơn. Tại vì mỗi lần mà tôi nói chuyện, khi mà tôi giải thích cho các bạn về cái chiến lược của Trung Quốc trên cái bản đồ, nhiều khi các bạn không có bản đồ ở trên tay để các bạn có thể mường tượng ra được cái tham vọng của Trung Quốc như thế nào. Hôm nay tôi sử dụng, tôi cố gắng tôi bỏ software vào. Bình thường tôi làm bằng webcam là xong. Nhưng hôm nay tôi phải bỏ software vào và tôi cố gắng tìm những cái phương tiện để minh họa cho các bạn nhìn thấy rõ cái chiến lược của Trung Quốc và tại sao Trung Quốc chọn Việt Nam trong tất cả các quốc gia mà Trung Quốc đang có đặc khu. Tại sao không di dời những cái công ty của đó qua những cái đặc khu đang có sẵn mà họ phải di dời qua Việt Nam? Với cái mục tiêu của Tập Cận Bình là làm sạch sẽ tất cả các cái thành phố lớn của Trung Quốc để chuẩn bị đăng cai những cái sự kiện trên thế giới. Có thể nó là World Cup, có thể nó sẽ trở thành một cái Olympic, có thể nó sẽ là những cái sự kiện của khối G7, G20 hay là OPEC vân vân. Tất cả những cái sự kiện trên thế giới bây giờ họ vẫn họp tại, nếu mà ở Âu Châu thì họ họp tại Brussels, tại Viên, tức là ở nước Áo. Còn hay là xong đôi khi là ở Helsinki ở Phần Lan, giống như cái cuộc họp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump với ông Putin sẽ ở thủ đô của Phần Lan, tức là Helsinki. Còn nếu ở Á Châu thì cái nơi đầu tiên họ chọn là Singapore. Rồi đôi lúc nó sẽ xảy ra ở Tokyo, Nhật Bản hay là Seoul, Hán Thành, Hàn Quốc và Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Họ không chọn Trung Quốc các bạn. Họ không chọn Trung Quốc vì lý do đó. Do đó Tập Cận Bình muốn có được những cái sự kiện thế giới để khoe khoang cái sức mạnh của Trung Quốc và cái nền văn hóa của người dân Trung Quốc, để tạo cái thanh thế cho Trung Quốc trên chính trường quốc tế, thì phải làm sạch sẽ những thành phố mà tôi đã nói: Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Bắc Kinh, kể cả khu công nghiệp Thẩm Quyến. Vì khi dời thì dời đi đâu các bạn? Vùng biển Việt Nam, thứ nhất là cái môi trường đó thích hợp cho Trung Quốc, thứ hai nó có sẵn những cái cửa biển, và từ những cửa biển đó nó xuất cảng qua Hoa Kỳ, qua Canada, qua Mexico, qua Trung Mỹ một cách rất dễ dàng. Rất dễ dàng. Và đỡ tốn kém cái tiền vận chuyển, một chuyến tàu nó dễ. Còn bây giờ mà đặt ở những cái khu đặc khu như ở Phi Châu, Tajikistan, phải đi qua quốc gia này, phải xin phép quốc gia kia, nó tùm lum, nó nhiêu khê lắm. Do đó Trung Quốc đặt ở Việt Nam. Vì vậy, họ bằng mọi cách ép buộc Cộng sản Việt Nam phải thông qua cái dự luật đặc khu càng sớm càng tốt. Và chính vì vậy, Cộng sản Việt Nam một phần giống như tôi nói, vì quyền lợi cai trị, vì quyền lợi cá nhân của từng thành viên cao cấp ở trong cái đảng Cộng sản đó và trong cái quốc hội đó, họ sẵn sàng ký giấy bán nước.
Tại sao tôi gọi là bán nước các bạn? Tại sao tôi gọi là bán nước? Là bởi vì thuê 99 năm hay 70 năm đó là cái hình thức bán đó các bạn. Và bán như vậy thì làm sao người dân mai này có thể lấy lại những vùng đất đó? Tôi chia sẻ với các bạn để các bạn thấy được cái tham vọng và cái chiến lược của Trung Quốc, họ sẽ không dừng lại. Giống như tôi đã từng nói trong các cái livestream trước, dân số Trung Quốc bây giờ gần 1.4 tỷ dân, mới có 100 năm thôi, hơn 100 năm chút đỉnh thôi. Bây giờ đi thêm 100 năm nữa, họ có thể lên đến 2.5 tỷ dân, chứ không phải 2 tỷ dân nữa các bạn. Cái nước Trung Quốc có thể chứa nổi 2.5 tỷ dân hay không? Nếu họ không thành lập con đường tơ lụa, không thành lập những cái đặc khu ở khắp nơi trên thế giới để tải dân của họ ra ngoài, thì làm sao họ đối phó với cái bài toán nhân mãn ngày càng nhiều ở Trung Quốc? Họ là nước Trung Quốc. Họ vì lợi ích của quốc gia họ. Mình không thể trách họ được các bạn. Mình trách là trách những kẻ đang cai trị Việt Nam. Chỉ nhìn những cái ngắn hạn, những cái đồng tiền ở trước mắt, đem cả giang sơn, cả dân tộc hy sinh cho quyền lợi của Trung Quốc về lâu dài. Cái chúng ta cần nói là ở điểm này, và tôi nhấn đi nhấn lại rất nhiều lần về cái dự luật đặc khu, và hôm nay tôi dùng cả hình ảnh minh họa cho các bạn để các bạn thấy được cái tham vọng của Trung Quốc. Hoa Kỳ là lãnh đạo của thế giới cho tới giờ phút này. Nhưng Hoa Kỳ cũng không thể một tay ôm cả trái đất này nếu không có sự hợp tác của các quốc gia đồng minh. Và càng lúc, Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái cục thế của Trung Quốc, mà phá vỡ bằng cách nào? Bằng nhiều cách. Và một trong những cách đó là chặn cái hướng phát triển về hướng Nam của Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa cho Cộng sản Việt Nam rất nhiều những quyền lợi trong 20 năm qua. Và dành cho người Việt Nam rất nhiều những cái cơ hội. Du học sinh Việt Nam du học tại Hoa Kỳ vẫn đông hơn những quốc gia khác. Rồi những cái chương trình tài trợ của Hoa Kỳ về nhân đạo cũng rất nhiều so với những quốc gia khác. Mục đích là Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam đứng thẳng về phía đồng minh, đứng thẳng về những cái xã hội tự do, để làm một, để có thể Hoa Kỳ có thể ngăn chặn cái hướng phát triển của Trung Quốc, một cái mối họa lớn mà người Á Châu đang phải đối diện một khi Trung Quốc phát triển cái này. Nhưng đáng tiếc, Cộng sản Việt Nam vì cá nhân của họ, họ hy sinh cả tương lai của dân tộc và cả non sông của Việt Nam vào tay của Trung Quốc. Qua cái cách điều hành hiện nay, cái cách cai trị hiện nay, đạp qua tất cả những ước vọng và những khát vọng của người dân để giữ quyền cai trị.